Trời, nguyên đàn cò bay đẹp quá. Chào cả nhà. Bên đó có cái máy cày, máy xới đất. Cò nó bay lại nó ăn trùng dế nè. Nãy nhớ mình đi khu vực Bình Xuân. Hôm qua cũng đi Bình Xuân mà cánh dưới này. Hình như cách con kinh đó. Bữa nay lại đi khu Bình Xuân là cánh trên. Đằng trước có anh Tài, anh Hữu, Yên Tâm. Còn anh Giang thì đi mé bên kinh bên đây. Đi đằng xa xa. Chia ra hai bên. Anh đi bên đó, mình đi bên đây. Đánh cái thẳng xuống đây, rồi lát cặp máy kinh trở vô. Con đi rồi, con có nhà. Con tạo cái thứ nhau kìa. Ngon ngỡ nè. Thọc vô dưới bắt luôn. Dạ. Trời ơi, già bá luôn. Ôi, con ngựa nó bự. Kỹ luôn. Kỹ phải. Ê, bữa dưới ta. Cái hồ ngựa đó con độc. Vậy là ảnh hoàng ha tao. Trời ơi, ảnh dầm 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 đi. Thì còn con nào nó đuối. Đây nè. Nãy trên kia, đi xuống tới đây. Ảnh dầm đây, ảnh có dấu quần. Cái anh ruồng của anh đây. Anh thọt vô đây đi. Móc chừng 2-3 giá gì à. Dầm thấy nó luôn rồi. Nè nè nè, em nói nghe nè. Cái con này anh có làm thịt hay gì đó. Anh để là cái đầu bỏ tủ lạnh vô. Rồi sẵn đây mình thông báo luôn. Cái hôm rồi mình có đọc một cái bình luận của một người nào đó xin cái đầu con rắn hổ ngựa để làm thuốc. Thì giờ anh ra anh bắt được con hổ ngựa rồi. Thì nay mai gì anh để cái đầu vô trong cái tủ lạnh. Thì có gì hả? Có gì mình nhờ người đó liên hệ lại giùm nhóm mình nha. Qua số điện thoại của anh Giang 0346043981. Qua gọi đó Giang ra.
Ngựa hết lằn, bị chà bá luôn. Ngoài ký hả? Ngựa ngoài ký à? Thì ra là cái con tỉ con đó. Chào anh hả? Không khô, khô ghê lắm á. Khô như sáp nữa. Tính bầu lưới luôn chắc khi hài với bà. Qua nay bắt dễ ăn không ta? Qua bắt một cặp hổ huyết áp cũng dễ nữa. Ở trong hai cái quà mã đó chắc cú phải có nữa. Hôm qua mình đi mấy anh kia phải không anh Tài? Như cái gò đó phải không? Đằng đó đó. Thì ngay cây cao cao đó mình ngồi nghỉ đó chứ gì. Hôm qua bắt được cặp hổ sáp mấy bên dưới đó đó. Cách cái cây cao đó khoảng nửa cây số. Cái bên kinh, cái bên đó là cái bờ kinh đó. Cái bên kinh bên kia. Con bò nó đứng ngoài nắng. Thấy tội nghiệp. Mà con bò nó chịu nắng tốt hơn con trâu. Bò nó già vàng. Trâu da đen chịu nắng dở lắm. Đâu ảnh nè, hướng nào? Anh Hữu thì mới vô mấy chuồng bò đó. Hình như thiệt cơ. Gần tới cái nhà nuôi rắn rồi đó. Rắn rồi nè. Ở nhà xanh xanh đó đó. Anh Hữu đi lo lộ luôn ta. Đâu có, hồi nãy thấy đi vô, ngược vô rồi. Kìa, đi tới cái vừa kìa. Kìa. Ủa gì anh Giang, anh Giang đâu, phải khum khum đó không? Không phải. Ủa cái đi ra cầu, ra lỗ rồi ta. Bên đó cái đầm tôm ta, đâu vô được. Nó đi lại cái chòi bò, bò đi ra nè. Lên cầu rồi. Cái nhà này là lâu rồi mình nghe. Nghe người người ở vòng vòng đây ta nói trong đó có nuôi một con rắn. Nó nằm ở sau đít nhà. Thế ở đâu nó lại nó ở người ta để nuôi luôn. Rồi lâu người ta đem thức ăn ra thảy vô cho nó ăn. Giờ mấy anh em mình ra xe đi chỗ khác. Chỗ này đi được có một con hổ ngựa hả? Hổ ngựa chắc hơn ký. Làm ký đổ lên. Tới đây cùng mấy lộ rồi. Tình coi đẹp ha. Tình mang coi cũng đẹp chứ bộ. Được coi cho. Điện vấn hai mà được à, trong cắn kia đang cắn à. Trong cắn mạnh mạnh là bực cái đứt đuôi được. Trời luôn. Coi cái đi ngựa sọ ke nè. Xíu. Bự con xíu nè. Xíu gì à, xíu gì cho cái xíu. Tự nhiên ra xe tới đây tự nhiên là bao xíu vậy sao ta? Vậy hết hồn xíu. Anh đi bắt nó đi tới là cái nó cong này là cong kìa. Đúng đúng dắt lên nằm này nè. Cái ngồi dừng. Ngồi xuống. Lấy thuốc ra hút cây chừng nào mày chạy. Vừa chạy cái nắm lại. Thằng mẹ đang ngồi bút bài thì hổ ngựa đang đâu xe đít thì nhắc ghế đứng dậy cái hổ ngựa da lăng là xíu. Tiếu đang ngồi bút bài mà. Cái nhắc ghế đứng dậy cái nó đâu xe đít hết hồn tự nhiên lăng là xíu. Xíu đó rồi, xong mày xíu tao đem về chơi về hầm xã luôn. Chồng mày xíu thật sự luôn hả? Cái bả nè, cái bả nè. Để coi cho nó chạy. Nhìn nó mạnh nè. Thấy đó, tùng. Nhìn nó đi lại chứ cá.
đừng đi lỗi. Ta đang bị tổn thôi. Đi coi chừng này nó bò à. Mày im đi. Ăn ổ chung kinh đi. Ăn cáp luôn đi. Này xuống kinh đâu lặn? Lặn. Sao không lặn? Nói không? Bây ừ, mẹ là cái ẹt gì nó cần kia cái thôi rồi xong rồi. Cân này cân gì? Cân hàng dòng của bà đó. Ừ, ký tư gần ký rưỡi. Cây này có 2 kg à? Còn gạch nó 1 kg rưỡi à. Cây này 2 kg nè nè. Mới cân rồi 2 kg. Đó. 2 kg. Nó bự bằng cái cây này luôn ta. Cây này nhẹ hơn nè. Cây này chắc 8. Trời coi vậy mình nặng ghê ha. Nhà chắc nhờ bộ trứng quá. Ký tư á. Cây này ký tư luôn. Thôi có 2 gram mà xách cây này ca nặng thế nè. À. Xỉu rồi. Đâu đây nè. Nè cân cây thử coi. Không cây cân kia kìa. Chi? Chi? Thử cân chính xác không hả? Ừ. Bán tại đâu ta? Tưởng đâu bắt ở gốc dừa ở đây chứ. 1. Con gần nó thấy con rắn. 150 gram. Rắn sợ cũng chạy nữa. Rắn quá. 150 gram. Mà nó chạy à. Cái này nó tuôn chạy chứ có dám đứng nữa đâu. Rắn chạy chạy mình cứ chạy luôn. Như cầm đôi mình này ký 6 mới đúng. Nãy ký 4, ký 5, ký ký rưỡi, ký 50 à. Đúng rồi. Ký rưỡi 50. Nè ký rưỡi 50. Chính xác, rắn ký 4. Ký 4 luôn. Bắt ta cái này chứ. Không phải hang mẹ hả? Hang cua đi bo buổi chiều kết nạp được nha. Bo sách nước em không có học hả bo? Dạ. Em không có học hả? Cái cầu bá cháy bù chét. Bị có thằng lọc kinh à. Đi. Là đi một từ một người thôi. Chứ thôi nó lắc dữ lắm. Cái cầu dừa. Rồi nó lắc ghê ha. Rồi nó lắc. Lỗ đó thằng. Con này chừng buồn 7-8 vạn. Bự mà. Trời lỗ vui này mà. Nãy lỗ cái bự lỗ này á. Cái lỗ vui chà bá lửa nè. Đầu lên cái này. Mới lâu. Ôi. Dế. Dế đá đâu được rồi bơ. Dế đi mọi. Dế chó. Dế đi cục cá. Không qua đây luôn hả? Cuốn hả? Rồi, coi cái lỗ rồi. Nè đâu nè? Đây, chín hả? Ôi. Nè. Anh cho bá nè. Nội. Đây nè. Hành bự nè, nó nè, cái lỗ dùi nó nè. Ôi. Nè ký luôn. Ôi, ôi hơn ký á. Ôi, con hổ hành kìa. Hết lần con hổ hành luôn. Ôi nó mập. Lúc bự tổ. Chuẩn bị á. Vui đây nè. Trời ơi con hổ hành. Ôi ơi. Bự. Ba. Cái dục cục. Phải rồi, cái lỗ nó vui. Cái lỗ nó bự mà em thấy cái lỗ nó quá trời luôn.
Hồi nãy bên đây nè, cái lỗ bên đây nè, anh Tài chỉ cái lỗ dùi của con rắn hổ hành, nó bự lắm. Thì bên cái hang anh Giang đào cũng có, anh Tâm đào có. Hồi nãy mình đây nhiêu? 1 ký 1,5 ký 50. Bỏ con hành vô coi. Trời ơi, con hành này ngoài 1 ký chắc cú luôn. Bự quá, bự mập. Hồi nãy tôi dễ ăn quá. Hồi nãy tính đào nè, Tài kêu qua đó 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 đó. Không, vậy là anh phát hiện rồi phải không? Để cái lỗ vui đó. Bây giờ nè, 1 ký nãy tính 1,5 ký thì cho dễ tính. 2,5 ký, 2,6 ký, 2,6 ký mà trừ 1,5 ký. Ký 1, 50. Dạ, thấy không? Rõ ràng con hổ hành nó nặng hơn 1 ký. Bây giờ tôi mới thấy luôn. Quá trời hổ hành. Cái lỗ em thấy cái lỗ nó bự thiệt, em mà em không đoán được số ký này, em chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà nhìn cái lỗ thì nó quá bự. Cái lỗ dùi nó bự lắm. Con này là con rắn hổ hành, rắn không độc. Nó ăn gà, ăn vịt, ăn trứng là dữ lắm nha. Cái cỡ nó cỡ này là nó gần như là nó nặng gần như tối đa rồi. Ít hiếm có con nào nó nặng hơn nữa lắm. Hiếm, nó hiếm chứ không phải là không có nha. Tầm mấy bữa nay nó có duyên ghê ta. Lập công liên tục luôn. Nhưng mà không biết có cái anh nào trên cứ nói mày hoài luôn Tâm. Thằng ăn bám. Tâm ăn bám, không biết cái anh nào cứ nói hoài luôn à. Ai nói Tâm ăn bám đâu, vô đây mà coi nè nha. Mấy bữa nay Tâm lập công không à. 3 tiếng hậu à. Lý hơn. Làm mốt dịch. Làm mốt dịch đẻ, trứng dịch đẻ. Sáng là đủ trứng ấp la sáng rồi. Bây giờ. 4 trứng hả? 3 trứng hả? 4 trứng. 3 trứng hả? Chú lụm trứng, bo lụm trứng không? Cha bo lụm trứng không? Cái này phải cái sâm nhân sâm đất không? Cũng bị dữ lắm. Quá trời quá. Có người ta sưu tầm này phải không anh Tài? Ta sưu tầm cái củ này để người ta ngâm rượu phải không? Sao có giá không mà sao nó mọc đây nhiều dữ vậy nè. Đứng đây mình thấy toàn cảnh khu vực của cái điểm thứ hai mình đi nè. Hồi nãy xe vô tới đó đó. Nghe cái nhà tôn trắng trắng. Đánh cái bờ kinh. Trước đây bắt đường hổ hành ngoài cái hướng này. Rồi mới vòng vô. Anh Giang anh đang thả bờ kinh này, anh đi lên. Lên đây. Ra tới điểm để xe. Kết thúc cái điểm thứ hai. Điểm 1 thì được con rắn hổ ngựa 1,4 ký. Cái điểm thứ hai bắt được con hổ hành 1,1 ký. Mình còn 2 cục nữa là mình sẽ lên xe thăng đường. Cục gì? Về nhà. 3 thịt. Cục thịt. Gò nữa. Thịt. Gì vậy được? Nghe nè. Cục thịt ở trong kia. Đâu đó? Thịt trong kia là cục gì? Hậu hành cái 50 đó. Đó. Đây. Mày mạnh hả mày? Rồi coi chốt đuôi nữa nè. Đẩy cái đi đó. Lạnh thật chứ. Đó, đẩy cái nhìn đá hết lằn luôn. Cái bự nè. Tát. Ra tát chảy máu rồi cái vợ. Thôi thả đi con này ăn được đâu, thả đi. Đó. Đúc. Cái bà mấy mảnh hả bà mấy này. Chụp lại Tâm. Đây. Cái bà cao cao quá hả? Nè. Góc cuối vô đùm cho bác dưới á. Đây lên nè. Cái xéo xéo mé bình chỗ lên, chú thợ dịch đó ra nè. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ngày mai.
tạm biệt cả nhà.